Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong hình ảnh phát trên truyền hình quốc gia Iran vừa qua, tướng Esmail Qani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quốc thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, mặc áo màu đen và ngồi giữa các quan chức tại tang lễ tướng Abbas Ninforushan, người thiệt mạng ở Liban cuối tháng 9. Đám tang được tổ chức tại thành phố Kabala ở Iraq, nơi được coi là thánh địa với người Hồi giáo Shia. Đây là lần đầu tiên tướng Qani xuất hiện kể từ khi có thông tin ông mất liên lạc với Tehran sau loạt tập kích của quân đội Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban. Ông Qani đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Israel mở cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng. Cho tới ngày 6 tháng 10, báo điện tử Al-Arabiya, giữa lời các quan chức an ninh cấp cao ẩn danh của Iran tiết lộ đã không liên lạc được với ông Khani từ sau khi quân đội Israel oanh tảng vùng ngoại ô Daniel phía nam thủ đô Beirut ngày 7 tháng 10 nhằm loại bỏ Hashem Safedin, thành viên cấp cao của Hezbollah và cũng là ứng viên tiềm năng nhất kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah. Theo các quan chức này, ông Khani cũng có mặt tại Beirut nhưng không gặp ông Safedin vào thời điểm đó. Sau đó vài ngày, tướng Irai Madredi, phó chỉ huy đặc nhiệm Quds, khẳng định ông Qani vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường và cho rằng truyền thông Israel đang cố tình lan truyền tin đồn. Thậm chí, ngày 9 tháng 10 vừa qua, hãng tin Iran Tasnim cho biết tướng Qani sẽ sớm được trao huân chương Pháp, một trong những phần thưởng cao quý nhất của lực lượng vũ trang Iran, được lãnh tụ tối cao Iran tặng thưởng cho các quân nhân giành được chiến thắng nổi bật. Được biết, ông Esmail Qani là người đứng đầu lực lượng Quds đơn vị đảm trách về hỗ trợ trục kháng chiến chống Israel, bao gồm các tổ chức chiến binh Hồi giáo được Iran bảo trợ trong khu vực như Hamas ở giải Gaza, Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Liban. Lời đồn về sự mất tích của ông Khani diễn ra trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã loại bỏ hơn 200 thành viên Hezbollah kể từ đầu tháng 10, đồng thời triệt phá nhiều đường hầm và cơ sở phóng tên lửa dọc biên giới của đối phương. Trong khi đó, một số hãng thông tấn Ả Rập như Middle East Eye được Qatar hậu thuẫn cho biết việc ông Kani mất liên lạc là do bị quản thúc trong lúc IGRC điều tra những lỗ hổng an ninh giúp Israel hạ sát lãnh đạo cấp cao nhất của Hezbollah. Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra của Iran về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và trung tá Abbas Ninforoshan, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ở Liban và Syria vẫn tiếp diễn, tập trung vào các dò dỉ an ninh có thể xảy ra. Trung tá Nino Roshan được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng quốc ở Syria và Liban sau sự ra đi của người tiền nhiệm, Trung tá Mohammad Reza Zahedi vào tháng 4 năm 2024. Ông ta đã bay thẳng đến Beirut từ Tehran vào đêm trước khi vụ việc xảy ra. Theo các nguồn tin Iraq và Liban thân cận với Hezbollah, nhân vật trên ngay lập tức được đưa từ máy bay đến một trung tâm chỉ huy gần khu dân cư Beharat Harik, thủ lĩnh Nasrallah, người cho đến thời điểm đó vẫn ở ngoại ô phía nam Beirut, cũng sớm đến cuộc họp. Một nhân vật của Hezbollah nói với tờ Middle East Eye rằng cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy xảy ra ngay sau khi ông Nasrallah bước vào phòng và cáo buộc vụ vi phạm an ninh làm dò dỉ thông tin có nguồn gốc từ chính Iran. Sự kiện nói trên là một trong những tổn thất lớn nhất đối với Iran với Hezbollah trong khu vực trong những tháng gần đây. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, ông Zahedi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus. Sự việc này là một đòn giáng mạnh và ảnh hưởng của Iran ở Syria trung tá Nin Foroshan được bổ nhiệm thay thế để tiếp tục điều phối nhiệm vụ hỗ trợ các hành động của Hezbollah và những nhóm vũ trang đồng minh khác của Tehran. Trong lúc này, theo nguồn tin từ Tehran, chỉ huy lực lượng khuất của IRGC, tướng Esmail Kani đang bị giám sát trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự xâm nhập của tình báo Israel và các cấp lãnh đạo cao nhất của Hezbollah. Theo tờ MEE, Iran đã mở một cuộc điều tra lớn để tìm hiểu làm thế nào Israel đặt nền móng được vào các lãnh đạo của tổ chức này dẫn đến hàng loạt quan chức cấp cao, bao gồm cả ông Hashim Safi Andin, người được cho là người kế nhiệm ông Hassan Nasrallah thiệt mạng. Hồi tháng 9, Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên của Iran cho hay, ngay sau loạt vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã gửi thông điệp, thậm chí gửi một phái viên tới thuyết phục tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah rời Liban đến Iran Ông Khamenei viện dẫn các báo cáo tình báo cho rằng Israel có điệp viên trong nội bộ Hezbollah và lên kế hoạch ám sát ông Nasrallah. Cái chết của ông Nasrallah đã thúc đẩy chính quyền Iran điều tra kỹ lưỡng các vụ thâm nhập có thể xảy ra trong hàng ngũ cấp cao nước này, từ IRGC đến các quan chức an ninh cấp cao. Tehran đặc biệt tập trung vào những người từng đi du lịch nước ngoài hoặc có người thân sống bên ngoài Iran. Tehran cũng nghi ngờ một số thành viên của IRGC từng đến Liban, Mối lo ngại đã nảy sinh khi một trong những người này bắt đầu hỏi về nơi ở của ông Nasrallah, đặc biệt là hỏi về thời gian ông sẽ ở lại những địa điểm cụ thể. Người này hiện đã bị bắt cùng với một số người khác sau khi báo động được đưa ra trong giới tình báo Iran. Phát biểu trên đài Radio Rebellion của Ba Lan, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố căn cứ phòng thủ tên lửa của NATO tại Red Zikowo của Ba Lan có thể bắn hạ tên lửa Nga. Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, ông đã đàm phán để tên lửa có thể bắn hạ tên lửa của Nga bay tới Ba Lan, chứ không chỉ tên lửa của Iran bay tới Mỹ. Trong một động thái đáng chú ý khác của Ba Lan, theo tuần báo Argumenti i IEF của Nga, nước này và ba quốc gia Baltic gồm Estonia, Litva và Latvia đang thảo luận khả năng tấn công Saint Petersburg, quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là thành phố lớn thứ hai của Nga. Thông tin này được tiết lộ thông qua bài viết trên tờ Bill của Đức với tiêu đề Đây là kế hoạch phản công chúng ta sẽ tấn công Saint Petersburg, Moscow sẽ tê liệt. Theo bài viết, khi phát biểu tại hội nghị bảo vệ Baltic ở Vilnius, Litva, hồi đầu tuần này, tướng Ba Lan Dryszun Andrzejewicz đã cảnh báo rằng Ba Lan và các đồng minh sẽ ngay lập tức tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào Saint Petersburg, quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là thành phố lớn thứ hai của Nga nếu Nga tấn công bất cứ quốc gia tiền tuyến nào của NATO. Ông Andrzejewicz còn cho rằng Ba Lan phải chủ động trong việc gian đe nga. Ông nhấn mạnh. Nga phải nhận ra rằng một cuộc tấn công vào Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic cũng đồng nghĩa với sự cáo chung của Nga. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn Điện Kremlin khỏi hành động gây hấn. Để đạt được mục tiêu đó, Ba Lan đang mua 800 tên lửa có tầm bắn 900 km. Điện Kremlin chưa bình luận về tuyên bố trên, tuy nhiên một đồng minh của tổng thống Vladimir Putin là cựu tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cảnh báo rằng Ba Lan không nên đánh thức con quái vật Tổng thống Putin đã nhiều lần bác bỏ ý kiến cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO và ông gọi những suy đoán như vậy là vô nghĩa, nhằm đe dọa và tẩy não công chúng phương Tây. Bên cạnh đó, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga, Yuri Spetkin, gọi những lời đe dọa từ phía Ba Lan là một hành động thách thức. Ông cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ dẫn tới sự gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia, đồng thời kêu gọi các chính trị gia phương Tây hãy thay đổi luận điệu chống Nga. Trong khi đó, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Alexei Zourapliop thì nhắc lại rằng các cuộc chiến tranh do Vaxova phát động trong 500 năm qua đều kết thúc thảm khốc. Vị quan chức nhấn mạnh rằng Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic chẳng có gì đặc biệt về mặt quân sự và được chấp nhận vào NATO chỉ để làm Nga tức giận. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Kuzat, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng Kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị của Nga khỏi Donbass bằng chiến dịch Kursk đã thất bại bởi Nga chưa dừng tấn công khu vực này. Ông Kuchat cho hay, Ukraine ban đầu có ý định khiến Nga rút lực lượng về khu vực Kursk, nhưng hóa ra hiện nay, điều này lại có hại cho họ bởi các lực lượng của Nga đang khóa chặt lực lượng dự bị của Ukraine. Trong khi Donbass đang thiếu binh sĩ, đồng thời gọi cuộc tấn công vào Kursk là một hành động tất tay của Ukraine. Vì vậy, ông Kuchat tin rằng Nga đang tiến công từ ở Donbass với mong muốn hạn chế tổn thất. Ông cũng lưu ý rằng, Nga đã đạt được thành quả gần Pokrovsk, đồng thời miêu tả thành phố nằm cách Donetsk, 50 km về phía tây bắc này, là cực kỳ quan trọng do ý nghĩa về mặt hậu cần của nó. Ông Kujat cho hay, Ukraine vẫn đang giữ vị trí của mình, nhưng việc thành phố này sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine cực kỳ cam gò và đang trở nên ngày càng nghiêm trọng qua từng ngày, Điều này diễn ra bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính to lớn từ phương Tây. Chính vì điều này mà theo ông, Ukraine đang ở thế bất lợi trong cuộc xung đột và xu hướng đó sẽ trở nên rõ rệt. Cựu quan chức NATO cho hay, nếu không có thỏa thuận chính trị, Ukraine sẽ phải chịu thất bại về mặt quân sự. Giữa bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt ở ngoại ô Pokrovsk, các quan chức Ukraine đã nhiều lần miêu tả tình hình ở đây là khó khăn. Một số hãng truyền thông phương Tây cũng cảnh báo Việc mất Pokrovsk sẽ không chỉ cản trở hậu cần của quân đội Ukraine ở Donbass mà còn là cú đánh mạnh vào nền kinh tế nước này, bởi đây là khu vực cung cấp than đá cho ngành công nghiệp sắt thép. Quân đội Nga đang đạt được thành quả ở Donbass trong những tuần gần đây, giành được nhiều khu định cư, trong đó có thành trì Đà, then chốt ở phía nam của mặt trận. Cho đến hiện tại, cuộc chiến ở Ukraine đang tiến gần đến cuối năm thứ ba với việc Nga theo đuổi các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bất chấp tổn thất nặng nề với các nhà lãnh đạo phương Tây đang loay hoay tìm kiếm một chiến lược để chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh nguồn cung vũ khí của phương Tây bị hạn chế và chậm chạp, Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông ảm đạm. Quân đội Ukraine vốn bị áp đảo về quân số và vũ khí, đang dần mất đi vị thế trên mặt trận chính phía đông. Mặc dù vậy, Kiev vẫn tìm cách gây tổn thất nặng nề cho Nga, trong khi giảm thiểu tổn thất của chính mình. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang áp đảo hệ thống phòng không của nước này, gây ra tình trạng mất điện luân phiên trên khắp cả nước và có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông. Quân đội Ukraine đang bám trụ các vị trí chiến lược quan trọng ở mặt trận phía đông. Trong khi đó, Nga đang có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự vào năm tới, báo hiệu cam kết lâu dài của Moscow trong cuộc đối đầu với Ukraine. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine thừa nhận, nếu không có thêm sự hỗ trợ cho Ukraine, cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều năm và cuối cùng làm xói mòn vị thế toàn cầu của các quốc gia phương Tây. Quan chức Ukraine nhận định việc buộc Kiev phải đàm phán từ vị thế yếu hơn sẽ không chấm dứt xung đột, mà thậm chí còn khuyến khích Nga tiếp tục theo đuổi mục tiêu chính là kiểm soát hoàn toàn Ukraine.